Ok, hai chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình sẽ làm tiếp cái phần mà cái thằng Chainsaw Man này nó bất ngờ khi mà nó phát hiện ra là Chainsaw Man SE đang đứng trước mặt của nó vào cái thời gian thật luôn chứ không phải là mơ hay là gì hết các bạn nha. Đó, nó đang khá bất ngờ vì tại sao là Chainsaw Man SE lại xuất hiện thật ở ngoài đời, trong khi á thì chính bản thân nó đã thấy từ ở trong giấc mơ. Cũng đơn giản thôi các bạn. Thì Chainsaw Man SE là một bản sao của thằng Chainsaw Man này các bạn ha. Đấy, mình sẽ đánh nó ngất xỉu đi. Ha ha. Như vậy á là nó đã ngất xỉu rồi các bạn. Đó, bây giờ á mình muốn làm gì cũng được luôn nè. Đó, các bạn có thấy á là Chainsaw Man SE á là nhìn nó kinh dị hơn cái thằng Chainsaw Man bình thường hơn rất là nhiều không các bạn? Really rồi, đúng không? Tại vì nó khá là nhiều máu mà. Đó, ok. Và trong giấc mơ á, của thằng Chainsaw Man thật đó các bạn, nó đã để lộ cái file SE ra ngoài. Và bởi vì đó thì cái thằng Chainsaw Man SE này nó mới có cơ hội ra ngoài đây nè. Và kế hoạch của nó tiếp theo là gì đấy các bạn, mình đố các bạn biết được đó. Đây mới chính là cái thế giới mà cái thằng Chainsaw Man SE nó đã bước ra ngoài này các bạn ha. Còn á, tất cả những gì á mà SE trong cơn mơ của thằng Chainsaw Man kia á, là chỉ đều là trong cơn mơ thôi. Wow, đây là lần đầu tiên Chainsaw Man SE, một cái file nhiễm virus trong máy vi tính, nó đã bước ra ngoài đời thực rồi này các bạn. Bây giờ á thì Chainsaw Man SE sẽ chạy một vòng ở thành phố để xem thử như thế nào ha. Ai, quầy, đây là thành phố mà mình đã bước vào hay sao? Đây nó không quan tâm là tàu lửa hay là đèn xanh đèn đỏ gì hết đó các bạn, nó chạy tốt hết. Ai đây, và trong giấc mơ của thằng Chainsaw Man kia thì cái thằng Chainsaw Man này á nó còn có ký ức của thằng siêu nhân đội trưởng Go Booster lưỡi cưa này các bạn, thằng em của Chainsaw Man nè, rồi thằng Katana Man nữa đó. Nhưng mà bây giờ á, thì thằng Chainsaw Man SE này á nó không biết kiếm mấy người đó ở đâu các bạn ạ. À, cho nên thôi kệ, đi tham quan một vòng thành phố trước đã các bạn. Này, ở trên bản đồ có chiếc xe hơi này nè, nó không biết chiếc xe hơi này trên bản đồ là cái gì, cho nên á là nó sẽ chạy mình nó lên xem thử như thế nào hả các bạn ha. Qua wow, nhiều xe quá các bạn ơi, ở trong thế giới của Chainsaw Man SE á thì nó không có nhiều xe tới như vậy. Ở trong thế giới của Chainsaw Man SE là nó chỉ hả là một cái file bình thường thôi các bạn, là một cái file máy tính bình thường thôi, nhưng mà khi á nó nhiễm độc SE xong thì nó thành ra như thế này luôn. Quầy có cả cửa hàng đồ ăn được cái kiểu này các bạn. Ôi, ở đây nó có cái cửa nào mình không biết, cái cửa hay là cửa gì, thì cái chỗ này là chỗ gì ta, để Chainsaw Man vô thử nha các bạn. Hình như đây là nhà xác thì phải. Uầy, đây là nhà xác các bạn ơi. Thôi, Chainsaw Man nó cũng không có mà gọi là cái nhu cầu mà để vào đây để xem nữa các bạn. Ghê lắm. À, để mình coi thử nha. Rồi, ok. Thì nó thấy ở đây có chiếc xe hơi này các bạn. Nó không biết là gì, tại sao ở chỗ đó lại có chiếc xe hơi ha. Ngày hôm nay thì nó sẽ chạy bên đó để xem á chiếc xe hơi bên đó là cái gì. Ok, thì ở bên đây cũng có chiếc xe hơi này các bạn. Đây, à, đây là chỗ rửa xe các bạn ơi. Nhưng mà hiện bây giờ á thì Chainsaw Man SE nó đâu có tiền đâu mà rửa. Này các bạn có thể nhìn lên góc trái màn hình nè, nó ghi là This vehicle cannot be used with the car wash, có nghĩa là chiếc xe này á không thể được sử dụng để rửa trong đây các bạn ha. Cái chỗ này chỉ là rửa xe ô tô thôi đó, hai cây này chỉ là dành rửa xe ô tô thôi nè đó, chứ xe máy mình vô nó rửa đâu tới rồi các bạn, có toàn xịt nước không à. Wow, cái khu phố này cũng đẹp phải các bạn, toàn là hình graffiti không à. Ai, bây giờ thì nó sẽ chạy vào bên chỗ chiếc xe hơi chính bên kia các bạn nhé. Ấy da,
đây có thể coi như là một cú ngã đầu đời của Chainsaw Man E&E đó các bạn ạ. Chạy mà không để ý một chút xíu là có tai nạn liền. Hay là có cây xăng đó nè các bạn. Mình có thể làm gì với cây xăng này đây? Ui, Chainsaw Man E&E nó có súng các bạn ơi. Mình sẽ phá hủy hết mấy cây xăng này luôn. Wow, trời ơi, mình có thể phá hủy được mấy cây xăng này luôn kìa. Cái điều này á là cái file SE trong máy tính nó không hề được làm như vậy luôn á. Hình như mình thấy có tiếng xe hú còi đấy các bạn. Ôi, mình đi đi chắc ăn các bạn ha. Chainsaw Man E&E nó cũng không biết tiếng hú còi là cái gì luôn á. Uầy, trong cái file á E&E này nó có nhiều thứ hay ho quá các bạn ha. Trời ơi, ở đây có nguyên một hả căn nhà bự thiệt bự luôn nè. Không biết là gì các bạn. Thế mà mình xem thử. Ê, ở đây nhiều đồ bánh xác hay phải. Cái này không có vô được rồi, nó khóa rồi các bạn ơi. Quầy đụng cảnh sát mà sao không có chút cảnh sát nào hết trơn vậy? Để mình coi thử coi trong đây có ông cảnh sát nào không ha các bạn ha. Không có ông nào luôn. Ây da, trời ơi, mình còn bị đụng cái đầu nữa chứ. What the hell. Ở trong đây không có ai luôn rồi các bạn ạ. À, không có cảnh sát, không có gì luôn chứ. Đó, khi ra ngoài thì cái thằng Chainsaw Man E&E này thích là phá hủy mọi thứ lắm các bạn. Tại vì trong máy tính nó đâu được làm như vậy. Wow, như vậy á, là trong thành phố này không có cảnh sát hả các bạn? Vậy thì mình sẽ tự ý á, bắn chết tất cả mọi người nhưng mà không bị cảnh sát bắt, đúng không? Ê, có cảnh sát đây các bạn ơi. Uầy, vậy mà mình tưởng không có cảnh sát chứ. Ai vậy, có cảnh sát đây các bạn. Ây da, mình lỡ bị truy nã rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, mình có súng mà. Trời, lưỡi cưa nó che hết rồi, mình không thấy gì luôn á. Này thì bullet này. Quay có cả trực thăng tới đó kìa. Quay cảnh sát đang truy nã mình các bạn ơi. Thật là một điều tai hại. Đây chính là sự kém hiểu biết của Chainsaw Man E&E về cái thế giới này đó. Ồ, cảnh sát tới quá trời luôn. Với bụng mình thì làm sao có thể chống lại nổi một binh đoàn cảnh sát như thế này. Ê các bạn ơi, ở trong đây nó có máy vi tính. Được, mình sẽ sử dụng máy vi tính này để mình nhân bản lên 500 anh em Chainsaw Man SE để đấu lại với hàng cảnh sát này các bạn ha. Rồi, tụi bay xong rồi. Ấy, ok, máy tính này còn hoạt động nè. Mình sẽ sử dụng nó để nhân bản mình lên các bạn. Vào chương trình đám mây. Chuẩn bị nhân bản. Ở đâu ta, nhân bản ở đâu ta? Ê, đám mây đi, mình sẽ sử dụng trình đám mây. Mình sẽ bấm vào chữ nhân bản. Ok, bây giờ mình sẽ bấm. Ok nha các bạn. Wow, mình đã tạo được quá trời đẹp Chainsaw Man SE này các bạn. Wow, quá dữ. Trời ơi, đông nghịch luôn. Rồi, kỳ này hả, cảnh sát tới công chuyện với mình rồi các bạn. Quá đông. Trời ơi, chặn hết cửa mình luôn, mình không có đường ra luôn á. Đi ra anh em ơi. Trời, mình không biết ai là ai luôn á. Mình không biết mình là ai luôn trong cái thế giới này. Này thì bullet này, cái sự quát tới đó nè.
Rồi anh em mình đông như vậy đó là anh em mình có thể phá hủy thành phố luôn được rồi đó các bạn. Để trả thù mấy hàng cảnh sát nó tấn công mình. Này thì cảnh sát này, này thì police này. Nhưng mà tụi mình cũng phải cẩn thận ha. Tại vì á, lực lượng và squad trong thành phố này á, theo mình nghĩ cũng khá là nhiều đó các bạn. Trời ơi, cửa kính mà chia chích đạn luôn kìa. Còn em của mình đại náo thành phố trong GTA 5 rồi. Đâu đâu cũng là Chainsawman ESE hết đó các bạn. Để thử xem là cái tụi cảnh sát này có thể làm được gì mình ha. Đâu rồi, cảnh sát nào tới đây. Tới đây hộ mình. Ồ, nó bắn một hồi nữa hả? Vắng bóng cảnh sát luôn kìa các bạn. Ghê thiệt chứ. Really? Ôi ôi, tụi nó hả? Còn hả? Bắn luôn cả người dân trong thành phố luôn đó các bạn. Bắn nổ xe luôn. Để mình xem thử nha. Cảnh sát có còn truy nã mình nữa hay không? Uầy, cảnh sát nó không dám truy nã mình luôn rồi các bạn. Trong khi đó mình đang 4 sao á nha. Anh em đi theo tôi. Tôi sẽ cho mọi người trong thành phố thấy thế nào là Chainsawman SE. Let's go. Ê, có xe cấp cứu hay cứu thương cứu quả gì tới này các bạn. Xe cứu thương. Ôi ôi, quá đông, quá nguy hiểm. Mình cũng bị chết một vài người anh em Chainsawman SE của mình các bạn ha. Nhưng mà không sao, cái này á, nó chỉ là một cái file thôi các bạn. Nó là một nhân bản cái file của mình thôi. Ê, bullet đó kìa. Bullet tới đó kìa. Trời đó. Ôi, nó đụng anh em mình. Kìa, cảnh sát đó kìa. Này thì cảnh sát này. Bên kia cũng có mấy hồng y tế đó kìa. Anh em đi theo tôi, bên đây có mấy đầu lâu tội phạm nè. Không phải mình muốn giúp cảnh sát thôi nha các bạn. Nhưng mà mình muốn tiêu diệt cái đám này thôi, cái đám này nó mất dạy lắm. Để mình xem thử là nó đang ở đâu nha. Quầy cao quá các bạn ơi, nó trên lóc nhà lận. Mình không có lên đây được. Thôi kệ đi, tụi nó muốn làm gì làm các bạn ha. Mình chỉ quan trọng là muốn phá đồng cảnh sát này thôi. Trả thù cái việc mà tụi nó tấn công mình. Này, mình bảo đảm với các bạn luôn á là không một anh cảnh sát nào á dám vô đây luôn á. Cái chỗ này đã bị bao vây. Đây cấp cứu lại nè, mình không cho xe cấp cứu lại luôn các bạn ơi. Cảnh sát nó bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Đó. Dám đụng tới 500 anh em Chainsawman SE của tụi tôi hả? Mình chiếm luôn cái đồ cảnh sát hay luôn các bạn. Đây không biết là có cái gì trong đây hay không nữa. Ê, trong đây nó có lên lầu nè. Anh em trên Chainsawman SE tụi mình quá đông và nguy hiểm các bạn ơi. Ê, tụi mình là bị truy nã 3 sao nữa rồi kìa. Mấy cái thằng này nó chơi trò gì vậy ta? Hồi nãy hết truy nã mình, giờ lại tới truy nã mình tiếp. Ủa, trời ơi, có chiếc trực thăng nè. Nó tới càng ngày càng đông rồi các bạn ơi. Anh em chơi đó anh em ơi. Hồi nữa có quân đội tới là mình phải chùn nha các bạn. Tại vì mấy thằng quân đội đó cầm AK nó bắn rác lắm. Mấy ông cảnh sát này ông nhớ cầm súng súng lục thôi các bạn ơi. Chết đi. Hề hề. Nè, còn anh nào muốn ở đây nữa hay không?
Ê, trực thăng nó bắn mình các bạn ơi, mình có bazooka luôn, mình khỏi lo. Này bắn lẹ hơn nè. Úi rồi. Ê coi chừng hả, rớt tôi giết trực thăng của mình nha. Ôi. Mình sợ quân đội tới các bạn ơi, 4 sao rồi. Mình sẽ sử dụng chiếc trực thăng để mình chạy trước nha. Anh em ở lại chơi vui vẻ. Chạy trước các bạn ơi. Tại vì á, mấy cái thằng anh em đó của mình á, thì nó chỉ toàn là file SE nhân bản của mình thôi, chứ không phải là anh em gì của mình hết á. Qua wow, mình vừa bay qua xíu là hết bị truy nã rồi các bạn. Áp xuống đây là ok luôn nè. Ê sao nó không đáp được vậy ta? Thông cảm nha các bạn. Cái Semen SE giờ mới biết lái trực thăng các bạn ơi. Ok. Ngon lành còn lợi thêm với trực thăng nữa các bạn ơi. Đó. Các bạn đừng khinh thường trên Semen SE nha. Nó đã quậy tung thành phố này với lại đồ cảnh sát luôn rồi đó. Thôi ok các bạn. Và Chainsaw Man SE đại náo thành phố tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu lại ký nữa comment ở bên dưới nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.